Vâng, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh GOT. Và thì hôm nay thông qua một số câu hỏi liên quan về cái việc đó là đẩy doanh thu về cái hướng đó là làm Affiliate Marketing. Thế thì làm cái Affiliate nó sẽ như thế nào và đẩy số đã làm sao, thì chắc chắn là cái câu hỏi này dành cho những cái đối tượng mà các bạn đang làm về Affiliate. Nó sẽ cho các bạn thấy rằng là một cái nền tảng kiến thức tuyệt vời để cho các bạn có một cái định hướng nó tốt. Và bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái dự định sắp tới, nó cũng sẽ có rất là hay và mang lại cái giá trị hiệu quả nhất cho các bạn. Và đây là một trong những cái bài viết mà thông qua trên cái group liên quan về Affiliate Marketing có được chia sẻ, và tôi muốn chia sẻ với bạn thông qua cái video này, thông qua cái buổi chia sẻ video hôm nay liên quan về Affiliate Marketing, một trong cái hướng kiếm tiền online mà rất là nhiều người ưa chuộng. Thế thì với lại những cái cách này thì sẽ có cái điều gì chia sẻ với các bạn, và chúng ta sẽ phân tích làm sao để chúng ta thể thấy rằng là một cái bài giá trị rất là chất lượng của tác giả khi họ chia sẻ cho chúng ta. Và đây nó cũng là một cái hướng mà hiện tại thì tôi cũng đang làm. Vậy nên là tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn về cái cách tăng doanh thu với lại cái hướng kiếm tiền online với Affiliate này. Và đây là cái điều mà rất là tuyệt vời trong cái nền tảng kiếm tiền online, đặc biệt với những bạn nào mà hiện tại đang làm Affiliate Marketing thì bạn ấy thấy rằng là muốn đẩy số thì chúng ta sẽ phải cần những cái thứ gì, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những bí kíp gì để có thể triển khai nó tốt. Ở đây thì tôi sẽ tập trung vào luôn cái vấn đề, vì cái nội dung video này là dành cho những bạn làm về Affiliate Marketing. Cái vấn đề đầu tiên đó là khi các bạn đẩy số, đẩy doanh thu thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có những cái định hướng đẩy số như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ đẩy số thông qua cái trang mạng xã hội lớn nhất, đó chính là về trang mạng xã hội Facebook và trang mạng xã hội Google và YouTube. Thì đây là một trong những cái nơi mà các bạn có thể triển khai và các bạn làm và đẩy số cực kỳ tốt. Vậy thì chúng ta sẽ đẩy số như thế nào và xu thế người ta đẩy ra làm sao? Thì hiển nhiên rằng là thấy một cái điều hiện tại các bạn đang làm thì các bạn đang đẩy số trên Facebook Ads cực kỳ nhiều. Đây là một cái xu hướng làm sao mà các bạn đi thấy rằng trong những cái group mà người ta chia sẻ về những lĩnh vực về SEO và làm về content thì họ có chia sẻ rất là nhiều thứ liên quan về cái việc đó là tuyển những Facebook Ads hay là Google Ads để có thể đẩy số doanh thu cho cái đơn vị của họ. Và thì làm Affiliate Marketing nó cũng tương tự như vậy. Khi các bạn muốn làm thì chắc chắn là các bạn phải có kỹ năng về Facebook Ads, về chạy quảng cáo Facebook. Và đây là một cái thứ mà cực kỳ ưa chuộng, rất là nhiều người họ đang làm trong những cái ngách đẩy số đó là về tài chính hoặc là một số những cái sản phẩm liên quan về hàng công nghệ, thì bạn có thể thấy một cái điều rằng là họ đang thực hiện cực kỳ nhiều. Và bạn có thể thấy rằng là một cái sự thực, tác giả đây cũng đã chia sẻ rằng là cái ngành tài chính đó là một trong những cái quảng cáo mà Facebook cực kỳ nhiều người ưa chuộng, và cái tệp đó là user, cái tệp người dùng của họ cực kỳ cao, và bạn có thể sử dụng, bạn có thể thấy rằng rất là nhiều cái hướng để các bạn có thể thực hiện. Và rồi cái hướng tiếp theo đó là cái hướng liên quan về Google và YouTube. Thì hiện tại cái hướng làm Affiliate Marketing thì họ đang đẩy theo một cái xu thế đó là đẩy về video marketing, những video viral. Thì bạn có thể thấy rằng là khi họ thực hiện, họ làm những cái video trên YouTube, bạn thấy rằng là có những người họ phát trực tiếp, có những người họ làm những cái video review về sản phẩm đó, có những người họ làm trực tiếp một số những video liên quan về cái dạng viral, chia sẻ cho cái thương hiệu của cái sản phẩm họ tung ra, họ bán. Thì bạn có thể thấy rằng là tất cả những cái thứ đó thì bạn thấy rằng khi chúng ta thực hiện trên Google hay trên YouTube, nó là một cái phương tiện để cho các bạn có thể quảng cáo, có thể PR, các bạn có thể làm những cái công việc review, bạn có thể hướng tới cái sản phẩm tiếp thị đó cực kỳ cao. Và cái xu hướng của năm 2019 thì họ cũng đang đẩy theo một cái diện đó là Google và YouTube. Đó là một trong những cái điều mà khi các bạn muốn đẩy số doanh thu thì hai cái nơi mà các bạn muốn đẩy nhanh nhất đó chính là Facebook và Google, và sử dụng trên nền tảng video YouTube. Đấy là cái điều đầu tiên tôi muốn nói cho các bạn. Và khi các bạn thấy được một cái chiến lược như vậy thì ngay lập tức các bạn nên tạo ra những cái kênh YouTube của các bạn liên quan về những chiến dịch mà làm về Affiliate Marketing. Và rồi các bạn cũng nên học hỏi một chút liên quan về Facebook Ads để rồi các bạn có thể triển khai làm việc có tốt nhất. Và rồi các bạn cũng nên học những cái vấn đề liên quan về Google Ads để có thể cải thiện được những cái nội dung mà sắp sửa đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Đó là cái câu trả lời dành cho những các bạn về cái việc rằng thế thì khi nên làm trên việc online thì em muốn phải học những kỹ năng gì. Thế tôi chia sẻ với bạn rằng là trước tiên nếu như các bạn muốn đi học, các bạn nên học cái nền tảng chạy quảng cáo trước, để rồi sau này chúng ta sẽ có một cái chiến dịch, chúng ta sẽ cân đo đong đếm và chúng ta sẽ có kỹ năng khi chúng ta chạy, thì cái khoản tiền chúng ta bỏ ra để có thể đầu tư trong cái chiến lược của chúng ta nó mang lại cái giá trị cao nhất. Và đây thì tôi thông qua cái bài của tác giả có chia sẻ trong cái diễn đàn liên quan về Affiliate Marketing, thì về cái diện đó là đẩy số trên nền tảng Facebook thì cần những cái gì. Việc đầu tiên đó là các bạn cần phải có một cái fanpage Facebook. Một cái fanpage Facebook thì chắc chắn rồi, tất nhiên thì ai cũng phải có cái fanpage để có thể chạy quảng cáo. Còn nếu như bạn không có fanpage thì bạn sẽ không chạy quảng cáo được. Đó là cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ các bạn. Và rồi nếu như các bạn có thể tìm kiếm, thông qua tác giả có nói rằng các bạn có thể tìm kiếm trên cái thanh công cụ của Facebook, bạn tìm kiếm cái từ khóa vay tiền thì bạn sẽ thấy đằng ra một đống những fanpage. Bên cạnh đó thì đây là mỗi chỉ là một cái thị trường ngách mà các bạn thấy thôi. Còn sẽ rất là nhiều những cái chiến dịch mà các bạn thấy rằng là bạn lựa chọn thì có nhiều cái nền tảng fanpage để bạn có thể triển khai. Và cái nền tảng mà câu kéo fanpage này nó cũng là một cái nghề của rất là nhiều những công ty hiện tại, họ đang làm về traffic cho website, traffic cho những cái đơn vị quảng cáo thì họ cũng đang thực hiện. Nếu như bạn nào mà đã từng làm về SEO và bạn đã từng làm ở những công ty, bạn có thể thấy rằng là họ có vô số những cái fanpage ảo và họ có vô số những tài khoản Facebook ảo, họ kéo những cái người dùng thông qua lượt like, lượt share, thông qua những video họ cô đốc lại, họ kéo người dùng tới và cuối cùng họ dùng những trang fanpage đó họ chạy quảng cáo. Thì bạn có thể thấy rằng là đấy cũng là một trong cái nghề mà khi các bạn đi làm thực hiện làm về nghề SEO thì nó đẻ nhánh là từ fanpage như thế này. Và rồi bên cạnh đó thì bạn cũng phải biết một cái cách, đó là các bạn phải thay đổi những cái chiến dịch, đó là viết những cái nội dung sáng tạo content phù hợp với chiến dịch của bạn. Không chỉ với chiến dịch tài chính, các bạn có thể triển khai với nhiều chiến dịch khác tùy vào cái lượng sản phẩm của bạn. Thì lúc đó bạn thấy rằng là thế thì người dùng của bạn nó sẽ nằm trong cái tệp khách hàng như thế nào, để rồi chúng ta bắt đầu chúng ta đẩy số. Và từ lúc đấy thì bạn, nếu như bạn không có fanpage thì bạn có thể mua những cái fanpage của những cái đơn vị mà người ta có chia sẻ lại những cái nội dung mà họ không quản lý được. Bạn có thời gian, bạn có tiền bạc, bạn có thể mua từ họ. Đó là cái điều mà cũng khá là hay. Còn là một cái người mà đi theo một cái hướng miễn phí thì các bạn nên xây dựng cho mình ngay những cái fanpage để sau này chúng ta có thể chạy quảng cáo. Tiếp theo đó là các bạn sẽ sử dụng những cái vấn đề liên quan về chatbot. Đây là một cái xu hướng mà rất là nhiều người họ đang sử dụng. Bạn có thể lên trên YouTube bạn share cái từ khóa đó là hướng dẫn chatbot. Thì đây là một trong những từ khóa mà đang được rất là nhiều người làm về affiliate marketing họ lựa chọn. Họ thấy được rằng là rất là nhiều những cái thứ mà khi sử dụng cái công cụ này nó nhằm cho cái mục đích đó là trả lời khách hàng một cách tự động, rồi là trả lời một cách đó chính là chia sẻ cho họ về sản phẩm, rồi nhắc họ về cái việc đăng ký, rồi nhắc họ về cái việc đó là mua sản phẩm như thế nào, rồi tất cả tần tật các bước như thế. Thì cái công cụ chatbot hiện tại nó đang là một cái xu hướng mà rất là nhiều người làm affiliate marketing họ lựa chọn. Đó là cái hướng mà cũng là một cái cách để cho các bạn có thể giảm thiểu cái việc đó là thuê đội ngũ nhân viên để có thể ngồi chat hay ngồi thực hiện nói chuyện với khách hàng. Thì sử dụng cái công cụ mà chatbot này nó cũng khá là thú vị và rất là tuyệt vời để cho các bạn có thể cải thiện được vấn đề về nhân sự, hay cải tiến về cái vấn đề đó là chúng ta dùng tất cả mọi hướng theo một cái hình thức tự động, automatic, và để cho các bạn làm sao để làm affiliate marketing hiệu quả nhất. Ok, tiếp theo đó là cái vấn đề thứ ba mà chúng ta sẽ phải có những tài khoản quảng cáo. Đây là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng về cái việc khi các bạn muốn chạy quảng cáo, bạn phải có những tài khoản để có thể triển khai. Thì chắc chắn rằng là khi là một cái người chạy quảng cáo Facebook Ads bạn được học, bạn sẽ biết rằng chúng ta sẽ phải cần có 1 đến 2 tài khoản cá nhân. Đây là cái vấn đề của tác giả chia sẻ thôi. Còn cách tốt nhất là các bạn nên thêm nhiều hơn tài khoản nữa. Và vấn đề đó thì cũng đã chia sẻ ngay ở trong cái đoạn đó rồi. Đó là các bạn có thể sử dụng đến 5 cái tài khoản, có thể bạn có thể sử dụng nhiều hơn. Vì trên mạng Facebook nó có một điều rất là tuyệt vời như thế này, và đó là một cái sự oái oăm dành cho những anh em chạy quảng cáo app. Đó là vô tình chúng ta đang chạy thì nó đang đùng cái tài khoản nó ra đi. Thì chúng ta thấy một điều là chúng ta phải có những phương án mà dự phòng trong cái việc là chúng ta chạy. Và rồi là chúng ta biết rằng là khi cái tài khoản của chúng ta chết ấy, là chúng ta đang vi phạm những cái chính sách của Facebook. Thì lúc đó chúng ta biết được rằng chưa biết cái thực hiện để tối ưu. Thực sự ra rất là nhiều bạn hỏi tôi rằng là khi chúng ta chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook hay Google, và vì sao chúng ta lại ra đi cu tèo những tài khoản đó. Thì chia sẻ với bạn rằng là cái thuật toán nó thay đổi liên tục. Khi chúng ta muốn làm ấy thì chúng ta phải có nhiều tài khoản để có thể biết cái khắc phục những cái lỗi đó. Và khi các bạn sử dụng nhiều, các bạn thực hiện nhiều, bạn sẽ thấy rằng là những kiến thức bạn được học thì nó chỉ chiếm một cái phần nhỏ nhỏ nào đó trong đấy. Còn khi bạn thực hành thì nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều những cái lỗi, nó sẽ phát sinh rất là nhiều những cái hướng để các bạn thể thấy rằng là càng ngày các bạn càng làm nhiều thì bạn càng có kinh nghiệm, để rồi sau này các bạn có thể có sự hạn chế với những tài khoản chiến lược của mình. Và rồi cái vấn đề thứ tư là các bạn phải có những cái thẻ ngân hàng để có thể chạy quảng cáo. Ở đây thì cái điều mà tác giả có khuyên cho các bạn đó là về các bạn sử dụng cái tài khoản ACB, ngân hàng ACB và cái thẻ Visa Debit. Thì bạn sẽ thấy một điều rằng là đó cũng là một cái hướng mà nó rất là tuyệt vời, vì cái ngân hàng ACB này thì nó là một trong những cái điều mà khi các bạn thực hiện ấy, các bạn làm thẻ nó cực kỳ nhanh, nó chỉ mất có 30 phút để có thể thực hiện làm thẻ cho bạn thôi. Và trong 30 phút đó thì bạn sẽ lấy được thẻ ngay. Đây là một cái hướng mà cho bạn thì thấy rằng là khi bạn đi làm thẻ về Visa thì bạn sẽ được hỗ trợ nhanh nhất ở cái ngân hàng ACB. Tiếp theo đó, vấn đề thứ 5 thì các bạn phải chuẩn bị nội dung chạy quảng cáo. Đây là một trong cái lĩnh vực mà bạn thì thấy rằng là nó khá là mất chất xám nhiều. Ở đây là vì sao mà chúng ta cần phải có những nội dung làm content, chúng ta phải làm sao tối ưu được những cái điều mà thực sự nhiều đang triển khai. Ở đây thì chắc chắn rằng là với những lĩnh vực tài chính, ở đây tác giả có chia sẻ rằng là lĩnh vực tài chính khi các bạn cho vay tiền hay các bạn làm những cái nội dung liên quan về cái việc đó là đẩy cái nội dung content lên trên những cái trang fanpage Facebook, thì chúng ta phải thấy rằng là chúng ta nhằm với mục đích chạy quảng cáo thì chúng ta phải làm sao mà tối ưu cái nội dung đó nó đơn giản đi. Vì quan trọng đó là người ta liên quan đến vấn đề vay tiền. Nhưng thực sự hiện tại nếu như các bạn tra trên Facebook thì cũng rất là nhiều người đang chạy trong nền tảng đó là thuốc đông y. Đây là cái thứ mà nếu như bạn nào đang muốn làm về cái nội dung content, bạn nào đang muốn làm nội dung về Facebook hay làm nội dung về SEO hay làm Google thì rất là nhiều người họ đang thực hiện, họ đang làm trong cái mảng thuốc đông y này. Thì đấy, bạn thấy đấy là một cái chiến lược họ đang làm mạnh như vậy. Nếu như bạn làm affiliate marketing, có những sản phẩm liên quan về thuốc đông y, bạn có thể đi đan xen chạy cùng với họ thì cái tỷ lệ bạn có được khách hàng từ affiliate marketing đẩy số cực kỳ cao. Đây cũng là một cái cách để cho bạn thấy rằng là xem cái nội dung của đối thủ hiện tại họ đang làm cái gì thì bạn sẽ làm về cái nền tảng đó. Cũng giống như là khi các bạn đi làm trên cái nền tảng Facebook và Google, nó cũng sẽ tương tự xem với nhau, đó là các bạn biết nắm trend, nắm cái xu hướng đó là người dùng họ đang thực hiện trên nền tảng nào thì bạn sẽ có cái cách để chúng ta có thể đẩy số và chúng ta dựa vào cái xu hướng đó để chúng ta bám theo, và cái tỷ lệ mà chúng ta ăn theo được nó khá là cao và cái tỷ lệ bạn có được cái doanh thu nó cực kỳ lớn khi làm về affiliate marketing. Rồi rằng là chắc chắn một cái vấn đề không thể thiếu là các bạn phải có website, có những trang landing page để có thể hướng tới người dùng về cái việc đó là sản phẩm của bạn. Ở đây thì chắc chắn là các bạn nên sử dụng cái mã nguồn của WordPress, nó rất là tuyệt vời dành cho các bạn có thể kéo traffic chạy quảng cáo đó. Và đây là cái nơi mà nó sẽ giúp cho bạn cái tỷ lệ tối ưu cái chuyển khoản về trong cái mức doanh thu của bạn. Bởi vì sao? Vì rất là nhiều bạn hay chạy thẳng về cái trang của nhà cung cấp thì cái tỷ lệ nó rất là kém. Còn nếu như các bạn chạy về cái trang web chính của bạn ấy thì cái việc đó là các bạn làm về cái nội dung affiliate nó cực kỳ cao. Và đó là cái lý do làm sao khi các bạn là một cái người thực sự đã muốn kiếm tiền online trên cái mảng nền tảng nó affiliate marketing này thì các bạn phải biết rằng là chúng ta phải có một cái định hướng làm về website, và khi làm website thì nó sẽ là một cái nơi trung tâm để cho các bạn có thể quảng bá những sản phẩm của bạn. Một cái website bạn tạo ra thì nó rất là rẻ thôi, nó không mất nhiều trong một cái khoảng tiền 1 năm. Nếu như 1 năm bạn đã làm tốt thì cái tỷ lệ chỉ cần 1 tháng thôi bạn đã có thể đủ tiền để có thể chi trả cho vài năm của nền tảng website đó rồi. Và đây là cái thứ mà vô cùng quan trọng, nó cũng sẽ gắn kết với bạn trong cái trang mạng social liên quan về YouTube hay một số nền tảng khác để cho các bạn có thể kết nối với website. Thì từ đó đây là một cái cách nhỏ trong cái nền tảng, đó là các bạn đẩy số trên cái nền tảng Facebook thì các bạn cần những cái mục như thế này: fanpage, chatbox, tài khoản chạy quảng cáo, thẻ ngân hàng, và rồi các bạn chuẩn bị nội dung chạy quảng cáo, cần có website hướng tới những cái sản phẩm của bạn. Và đó là một cái giá trị rất là tuyệt vời. Thì bạn có thể thấy rằng là khi các bạn thực hiện, các bạn làm, bạn đẩy số ấy, thì đây là một cái hướng mà giúp các bạn có thể thấy rằng là cái tỷ lệ chuyển đổi của bạn nó cực kỳ cao thông qua cái 6 bước này. Và chắc chắn một điều rằng là nó là một cái phương pháp cực kỳ hay, và phương pháp này là bên tôi cũng đã áp dụng, bạn thấy rằng là nó rất là thú vị. Và trong đó thì nó sẽ còn nhiều cái nền tảng khác nữa, khi bạn nào bạn thực hiện thì nó vô cùng thích thú và nó cực kỳ quan trọng. Khi các bạn thực hiện trên nền tảng Google, YouTube nó cũng như vậy, bạn cũng theo một cái form như thế này, bạn thay tất cả mọi thứ nó trở thành những cái nội dung liên quan về trang web, về video. Thì bạn có thể thấy rằng là tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể làm và thực hiện được. Và muốn đẩy số thì chỉ cần theo một cái khung này, nó là một cái cách gia tăng cái doanh số trong cái nền tảng affiliate cực kỳ cao. Và đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn thông qua cái video và thông qua một số câu hỏi các bạn có hỏi về với tôi. Và đây là cái thứ mà rất là tuyệt vời, và tôi nghĩ rằng là đó là một phương pháp tốt cho các bạn để các bạn có thể gia tăng doanh thu trong cái việc đó là làm affiliate marketing, làm tiếp thị liên kết rất là thú vị như thế này. Và đó là chắc chắn rằng là khi các bạn làm, bạn thực hiện thì nó sẽ mang lại các bạn hiệu quả như thế. Và cái video tôi đã chia sẻ với bạn những cái nội dung liên quan về cái vấn đề này rồi, và mong rằng nội dung nó sẽ hữu ích cho các bạn để mang lại các bạn cái giá trị gì đó. Chúc các bạn có thật nhiều những cái doanh thu tốt và có thật nhiều những cái kiến thức hay từ kênh channel GQT. Và một lần nữa cảm ơn bạn theo dõi video. Chúc các bạn ngày tuyệt vời. Xin chào biệt tất cả các bạn.